Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Họp ban tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh. Phụ nữ Tuyên Hóa tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp. Điểm là những thông tin nổi bật của Quảng Bình. Huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân huyện với cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trước thêm năm học mới 2019-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện thông tin một số chủ trương về công tác giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay và một số vấn đề về chính trị, xã hội mà cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang quan tâm. Các đại biểu cũng đã trao đổi và đề xuất các nội dung liên quan như việc thực hiện các chế độ chính sách cho giáo viên, vấn đề dạy thêm, học thêm, việc luân chuyển cán bộ, giáo viên, việc ký kết hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy học, vấn đề chi ngân sách cho hoạt động chuyên môn, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và toàn xã hội trong công tác quản lý học sinh. Sau khi nghe ý kiến của các cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học, lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của huyện đã trực tiếp trả lời, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị, đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan, các ý kiến liên quan đến chế độ chính sách sẽ được tổng hợp để đề nghị lên cấp trên xem xét giải quyết. Ban tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2019 vừa họp bàn thống nhất một số nội dung tổ chức lễ hội và tiến hành bàn giao 10 thuyền đua nữ cho các xã thị trấn tham gia. Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2019 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 1 tháng 9 và được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Bình tường thuật trực tiếp trên sóng QBTV. Việc tổ chức đua vòng bảng phân hàng sẽ diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 8 trên sông Kiền Giang, đoạn qua xã Duy Ninh. Theo kế hoạch, lễ hội đua thuyền năm nay, huyện Quảng Ninh có 22 thuyền đua của các xã thị trấn tham gia, trong đó có 12 thuyền đua nam và 10 thuyền đua nữ, tăng 3 thuyền đua nữ so với năm 2018. Điểm mới trong lễ hội năm nay là huyện Quảng Ninh đầu tư gần 600 triệu đồng để đóng mới đồng loạt 10 thuyền đua nữ. Công tác nhân sự, tuyển chọn vận động viên cũng được thực hiện chặt chẽ hơn. Việc tổ chức các hoạt động lễ hội cũng có nét mới, như tổ chức lễ thả đèn hoa đăng trên sông Nhật Lệ vào đêm 31 tháng 8. Sau khi bản giao thuyền đua nữ, các xã thị trấn sẽ tiến hành sơn kẻ vẽ, trang trí lại thuyền và cùng với thuyền đua nam tổ chức hạ thủy và tập luyện, quyết tâm giành thứ hạng cao tại lễ hội đua thuyền truyền thống huyện. Chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục thực hiện chương trình phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung nâng cao chất lượng tổng đàn. Huyện Minh Hóa đã chủ động hỗ trợ nguồn vốn để nhân dân đầu tư các giống vật nuôi chất lượng có giá trị kinh tế. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa đã phê duyệt các dự án thuộc nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gồm dự án nuôi ong lấy mật ở xã Hòa Phúc với kinh phí 49 triệu đồng, ở xã Hòa Tiến với kinh phí 132 triệu đồng. Các dự án thuộc vốn chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2018 chuyển sang năm 2019, gồm hai dự án nuôi bò cái lai sinh sản ở xã Trung Hóa, hai dự án nuôi ong lấy mật của xã Tân Hóa, dự án nuôi ong lấy mật ở xã Hùng Hóa. Bên cạnh đó, địa phương còn khuyến khích hỗ trợ nhân dân tiếp tục phát triển những giống vật nuôi bản địa được ưa chuộng trên thị trường như lợn bản, gà đồi, nhím. Việc hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, cận nghèo phát triển chăn nuôi không chỉ giúp nhân dân mạnh dạn thay đổi tư duy làm kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững
mà còn là tiền đề để Huyện Minh Hóa thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Với lợi thế nguồn thức ăn dồi dào, điều kiện phát triển chăn nuôi thuận lợi, những năm qua, nhiều bà con nông dân trên địa bàn huyện Bố Trạch đã trở nên khá giả hơn từ việc chăn nuôi dê. Đặc biệt, những hồ nuôi dê sinh sản, dê thương phẩm như gia đình anh Nguyễn Thành Trung ở thôn 2 xã Xuân Trạch mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cách đây hơn 10 năm, anh Nguyễn Thành Trung là người đầu tiên mang giống dê về nuôi tại địa phương. So với nuôi trâu, bò thì nuôi dê tốn ít công chăm sóc, tận dụng được nguồn thức ăn phong phú trong tự nhiên. Bên cạnh đó, dê là một loài có khả năng sinh trưởng khá nhanh nên chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể xuất chuồng hoặc sinh sản. Sau 6 tháng nuôi, dê thịt được thương lái thu mua từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng 1 kg. Đối với dê trưởng thành đạt 25 kg một con trở lên. Với mức giá trên, gia đình anh thu lãi trên 10 triệu đồng một con. Hiện gia đình đang duy trì đàn dê với số lượng trên 80 con. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới đã và đang trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp ở hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh. Phát huy vai trò trách nhiệm của mình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, huy động sức mạnh của toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Đây là buổi làm vệ sinh và thu gom rác thải của chi hội phụ nữ thôn Tam Đa tại đoạn đường do hội phụ nữ xã Sơn Hóa tự quản. Những buổi dọn vệ sinh như thế này được các chị em trong chi hội tổ chức thường xuyên và ngày càng thu hút nhiều hội viên tham gia. Đây là các hoạt động nằm trong cuộc vận động phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường được chi hội phụ nữ xã Sơn Hóa thực hiện bằng những mô hình phần việc cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, như mô hình phụ nữ Sơn Hóa thu gom và xử lý rác thải, đoàn đường phụ nữ tự quản thắp sáng đường quê. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 146 trên 146 chi hội đăng ký thực hiện cuộc vận động chi hội phụ nữ 50 ba sạch xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình được duy trì nhân rộng như mô hình mỗi hồ rác một cây xanh, phụ nữ với phong trào ba sạch, xây dựng mới 11 mô hình thu gom phân loại xử lý rác thải, trồng hoa ven đường, vườn xanh nhà sạch, ngõ xóm văn minh. Tôi cũng cứ hàng tháng là cứ đến ngày 29 là kêu gọi ba chị em là đến là quét dọn phá thải bên đường rồi vớ và đốt cho sạch để là cho vây chấm bón hoa rồi vận động chị em là nạp tiền để kéo cái đường điện thì làm được cái đường điện với cái đường hoa thì là với túi là rất phấn khởi. Để chúng ta xây dựng nông thôn mới thì phụ nữ đã mạnh dạn đăng ký đảm nhận cái tiêu chí môi trường. Phụ nữ trên địa bàn xã Sơn Hóa đã phát động cái phong trào thu gom và xử lý rác thải. Thì năm 2014 thì hội đã triển khai xây dựng cái mô hình điểm thu gom xử lý rác thải tại thôn Tam Đa. Sau đó thì nhân rộng đến năm 2019 thì nhân rộng 7/7 địa bàn toàn thôn. Thì chị em đã hưởng tích cực và đến tại thời điểm này thì các cái mô hình đã triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, bảo đảm cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Một trong những hoạt động nổi bật của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa trong xây dựng nông thôn mới là việc thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Hội đã tập trung thực hiện các giải pháp góp phần giảm nghèo bằng việc hỗ trợ vốn, vận động hội viên chủ động vượt khó, tham gia phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế. Đến nay, đã có gần 2.700 hội viên được hỗ trợ về vật tư, phân bón, ngày công, tiền mặt với trị giá trên 635 triệu đồng để sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận vốn vay và thực hành tiết kiệm. Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã giải ngân gần 5 tỷ đồng. Đối với việc chung tay cho phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, kể cả những đơn vị mà hiện nay đã đặt nông thôn mới thì chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền trong hội viên phụ nữ đó là duy trì cả cái phong trào hoạt động của mình và những cái phong trào đó phải nó phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng, từng chi hội và từng địa bàn và phù hợp với từng hoàn cảnh của phụ nữ. Và cái phương châm của chúng tôi đó là không để lại những chị em phụ nữ khó khăn ở phía sau và phải cùng nhau chung tay để thực hiện cả cái mục tiêu, cả cái nhiệm vụ của mình một cách có hiệu quả. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tuyên Hóa tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung xây dựng các mô hình hoạt động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ gắn với phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của dân tộc, hạnh phúc của đồng bào. Trước lúc đi xa, người đã để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một tài sản vô giá. Đó là bản di chúc của người. Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo di chúc, mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Suốt 50 năm qua, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch vững mạnh. Phát huy kết quả đã đạt được, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn để lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, ôn lại lời căn dặn của người trong di chúc là dịp để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng từ soi rọi lại mình, phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của người. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hơn 2.000 viên ma túy tổng hợp. Điểm là những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tối hôm qua, ngày 17 tháng 8, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh đoàn Quảng Bình đã tổ chức chương trình âm nhạc đường phố. Tham gia chương trình có hơn 50 nghệ sĩ không chuyên đến từ huyện đoàn Bố Trạch, đoàn khối các cơ quan tỉnh, câu lạc bộ âm nhạc đường phố Quảng Bình. Đúng 8 giờ tối, giữa không gian thoáng rộng, sân khấu mộc mạc, các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước được cất lên từ những người nghệ sĩ không chuyên, thu hút một lượng lớn khách du lịch và người dân địa phương đến xem và cổ vũ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực được tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức nhằm góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú và đáp ứng nhu cầu giải trí của khách du lịch khi đến với vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential tổ chức chương trình nâng bước tương lai, trao học bổng cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Tuyên Hóa. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential đã tài trợ 40 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Trong đó, tại thành phố Đồng Hới 20 suất và huyện Tuyên Hóa 20 suất. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Prudential nâng bước tương lai nhằm động viên khích lệ các em học sinh cố gắng khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential là một trong những tập đoàn bảo hiểm thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện hướng đến các đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó ở các địa phương trong tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Prudential phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 150 suất học bổng với trị giá 150 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình cũng vừa tổ chức chương trình trao học bổng an sinh giáo dục năm 2019. Tại chương trình, công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình đã trao 30 suất học bổng, mỗi suất một chiếc xe đạp và ba lô học sinh cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là chương trình được tổ chức thường niên do công ty Bảo Việt Nhân thọ Quảng Bình tổ chức với mục đích hỗ trợ, động viên, khích lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian qua, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, đơn vị còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội, cộng đồng. Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, hiện nay, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch đang tập trung mọi nguồn lực để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng cho năm học mới. Năm học mới này, trường tiểu học Phú Hòa có 11 lớp với 307 học sinh. Là địa bàn thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai. Do đó, những năm qua, nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp. Nhờ vậy, hiện nay, trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đang phấn đấu để đạt chuẩn mức độ 2 trong năm học 2019-2020.
chuẩn bị cho năm học 2019-2020, bắt đầu từ ngày 12 tháng 8 là tất cả học sinh đã tập trung để tiêu trường, chuẩn bị cho các hoạt động như là lao động vệ sinh trường lớp, chuẩn bị sách vở, rồi dụng cụ làm quen. Còn đối với cơ sở vật chất thì năm 2019, huyện quan tâm và đầu tư cho trường gần 500 triệu để thay thế một số cơ sở vật chất. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, xã cũng huy động mọi nguồn lực để các cái vận động trong nhân dân đã huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn cơ bản đảm bảo. Hiện nay thì là về cái chuẩn bị bước vào năm học mới thì Đảng ủy, Ủy ban xã cũng đã giao cho các trường, các ngành liên quan cũng đã phối hợp để chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để cho năm học mới theo chỉ đạo của ngành giáo dục. Theo kế hoạch năm học 2019-2020, huyện Quảng Trạch có 59 trường với hơn 23.700 học sinh ở 3 cấp học. Để chuẩn bị bước vào năm học mới, ngành giáo dục đào tạo huyện Quảng Trạch đã tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, huy động quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền trong đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Trong đó, chủ động chương trình hành động của huyện ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, là đổi mới công tác quản lý làm khâu đột phá giai đoạn 2016-2020, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới tại các địa phương. Trường chúng tôi đã cho tập trung giáo viên học sinh từ ngày 1 tháng 8, sau đó là vệ sinh khuôn viên trường học, cắt tỉa cây cảnh, rồi cái nhiệm vụ trọng tâm đó là bồi dưỡng học sinh giỏi, chỉ đạo để chuẩn bị tốt cho chuẩn bị công tác thi học sinh giỏi của lớp 9 từ mùng 10 tháng 9 sắp tới. Và bên cạnh đó thì nhà trường cũng triển khai kiểm tra, ôn tập để kiểm tra lại đối với các em học sinh và xét lên lớp cho các em. Rồi bên cạnh đó thì cùng trường cũng tiến hành là tu sửa các cái cơ sở vật chất. Chuẩn bước của năm mới thì phòng dục đào tạo Quảng Trạch đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tất cả các trường triển khai công tác xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là tổ chức chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt cái thành công cái xây dựng các phòng học đang còn dở dang, nhất là triển khai các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học và tiếp tục triển khai cái đầu tư cái xây dựng khuôn viên trường học, chỉ đạo các đơn vị tổ chức các biên chế thực hiện tốt cái phân công bố trí giáo viên và bố trí biên chế lớp đầu năm học, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì quan tâm đầu tư sách vở, đủ điều kiện sách vở áo quần bước vào năm học mới. Để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, khắc phục những khó khăn hạn chế và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục đào tạo mà xã hội quan tâm, trong năm học 2019-2020 này, ngành giáo dục và đào tạo huyện Quảng Trạch sẽ tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học đã đề ra. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đồng, sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 8, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát 74C07775 dừng đỗ tại tổ dân phố Phú Thường, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình do Nguyễn Xuân Đồng, sinh năm 1973, trú tại tổ dân phố Đại Áng, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị điều khiển. Với nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện ở hốc xe gần bánh sau bên trái có hai gói ni lông màu đen, bên trong chứa 2014 viên nén hình tròn dạng thuộc tân dược. Số thuộc tân dược trên, Nguyễn Xuân Đồng khai nhận là ma túy loại hồng phiến. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 57,5 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 dùi cui điện, 1 kiếm, 1 bình xịt hơi cay và 1 dao xếp. Bước đầu đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Xuân Đồng khai nhận số ma túy trên mua từ một người đàn ông không rõ tên tại thị trấn Quản Hầu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình với giá 38 triệu đồng và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại địa bàn thành phố Đồng Hới, Quảng Bình thì bị bắt quả tang.
Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2019, Quảng Bình đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Cuộc diễn tập sử dụng một lượng lớn về người, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, vật liệu nổ. Các hoạt động diễn ra trên nhiều địa bàn, phạm vi rộng với các vấn đề huấn luyện như thực binh đồng viên quân dự bị, nhân lực tàu thuyền và phương tiện kỹ thuật, thực binh A2 phòng chống bạo loạn, đánh địch xâm nhập biên giới, đánh địch đổ bộ đường biển, tiếp nhận học sinh ở khu sơ tán, tổ chức các lớp học thời chiến và thực binh cùng làng xã chiến đấu. Sau gần 5 tháng chuẩn bị và 3 ngày đêm thực hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình mang mật danh QB19 đã hoàn thành nội dung, mục đích và yêu cầu đề ra. Thường trực tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức công bố cả quyết định về công tác cán bộ đối với 13 đồng chí. Thay mặt Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã trao quyết định cho các đồng chí cán bộ được chuẩn y, điều động và bổ nhiệm, đồng thời đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu quy định 01 của Ban Thường vụ tỉnh ủy để thực hiện tổ chức trách nhiệm vụ được giao. Luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đóng góp tích cực hiệu quả trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Công Thuật vừa đi kiểm tra tiến độ dự án tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã triển khai hoàn thiện hạ tầng giao thông, cấp điện, hệ thống thoát nước, tạo cảnh quan xung quanh khu vực quảng trường và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt. Đến nay ở Quảng Bình đã có 5 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi, 14 xã có dịch đã qua 30 ngày, không phát sinh thêm lợn mắc bệnh, lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình từ giữa tháng 6 năm 2019, đã làm chết và phải tiêu hủy 927 con lợn ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới. Để ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh này. Cũng trong tuần qua, các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức phát động phong trào Ngày Toàn dân thu gom rác thải. Ngày Toàn dân thu gom rác thải được lựa chọn là ngày chủ nhật tuần thứ hai của các tháng trong năm. Qua đó, nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen văn hóa ứng xử thân thiện với môi trường. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về